Hello cả nhà, chào cả nhà. Mình là Andy nè cả nhà ơi. Mình kiếm được cái nhà hàng này là nhà hàng phở đó cả nhà. Nhà hàng này là ở trên Google là 4.5 ngôi sao. Thì nghe mình ăn đây cũng một lần rồi, ăn với người bạn Mỹ đó. Thì nó dẫn mình lại ăn mà ăn một cái tô phở mà có xương xương bò đó, rất là béo, rất là ngon. Bữa nay mình trở lại ăn nữa cả nhà, lần thứ hai thì muốn làm một cái video cho review cho cả nhà xem. Thì phở ở đây là rất là béo, rất là ngon cả nhà ơi. Cái xương bò của nó rất là, trời ơi, rất là thơm với béo. Giờ mình ghiền phở thì bữa nay mình lại ăn ăn một lần nữa. Đây là 4.5 nha. Thì cái nhà hàng này là rất là bự, nó mở cỡ 4-5 năm rồi. Thì bữa nay mình làm cái review cho cả nhà. Kệ mình, bữa mình ăn với Mỹ á thì mình không có làm một cái review. Thì cái nhà hàng này rất là ngon, là Việt Nam mình cũng làm ở trong công viên á, cũng làm ở trong này. Bây giờ mình sẽ chiếu ở ngoài với trong cho cả nhà xem nha. Hy vọng cả nhà ăn chung với mình nha cả nhà. Enjoy cái video, chờ chút nha. Cả nhà ơi, ở đây nó kêu bằng phở tàu bô Vietnamese cuisine đó, là phở, nó kêu bằng phở tàu bô ở cả nhà. Thì cái nhà hàng này rất là ngon. Phở ở đây là ở ngoài một cái thành phố Mission Viejo. Mission Viejo là khu sang Mỹ á cả nhà, khu ra rất là mắc tiền. Thì nó xa hơn cái Irvine nữa. Thì cái này là Nam Cali, Nam Cali nha cả nhà. Nam Cali, cái này nhà đây là rất là trên núi, là rất là mắc tiền. Mission Viejo ở trong là cái parking lot này cả nhà, ở đây là mắc lắm đó. Thì mở đây, phở đây cũng cũng mắc lắm cả nhà. Thì cả nhà vô ăn xem với mình nha. Đi vô cả nhà. Ở trong này là một cái nhà hàng rất là sang trọng, rất là đẹp đó. Đẹp lắm cả nhà, cái nhà hàng này mở 4-5 năm rồi. Thấy không? Rất là đẹp nha. Đó, đèn là đẹp lắm. Thì đi vô ăn. Ở đây có, ở đằng trước thì có mấy con sư tử nè. Đó, ở đây nè. Nhà ơi, cái phở tabo này là cái menu là của họ này cả nhà. Đây nè, đó, nó kêu bằng phở tabo tiếng Mỹ á. Thì số điện thoại của họ ở đây nè, 949 347 8989. Địa chỉ của họ lại dưới đây, 27660 Margarita Parkway, Mission Viejo, California 92692. Ở đây còn cũng có cái website nữa này cả nhà. Thì cái phở ở đây á là rất là ngon. Mình ăn qua rồi. Cái phở đây là, ở đây là cái menu của họ nè. Đó. Rất là hấp dẫn. Em cả nhà. Này nước uống này cả nhà. Đó. Thì đây là một cái appetizer của họ, là ăn chay á, có chả giò, có phở. Đó, cái giá cả rất là chiến đấu. Cơm chiên nữa. Đó. Có cơm này cả nhà, cơm nè. Cơm này ở đây là nghe nói cũng ngon lắm á, mà phở cái này là phở đặc biệt, cái này là cái phở có xương bò này cả nhà, chỉ xương bò thôi, ngon lắm, béo lắm đó. Thì giá cả cái xương bò là cái rib là 17 đô, 17 đồng rưỡi á, 17 đồng rưỡi á đó, giá cả nè, thấy không? Mời cả nhà nha. Không sao vậy? Ok, chú ơi, khỏe không chú? Dạ. Thì ở đây là em hỏi chú là cái món nào mà ngon nhất ở đây? Ngon nhất ở đây là chắc phở hả? Dạ. Hôm bữa thì phở này có cái xương ngon lắm đó, ha, béo lắm ha, nghe nói. Rồi ở đây hôm bữa cháu có ăn qua rồi. Thì phở coi coi. Phở đặc biệt có không ta? Phở đặc biệt number one hả? Everything luôn hả? Ở đây có phở là phở gầu không? Ở đây không có gầu, có tái chín thôi. Tái chín hả? Có chín với đạm.
Ồ vậy hả? Thôi để ăn cái xương này đi. Con cá xương. Dạ xương đi. Dạ. Mà làm ra cho cháu rất là nóng nha. Nóng. Dạ. 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 Cảm ơn cháu. Dạ, okay. Để đây đi. Dạ. Cả nhà ơi, phở đây là rất là ngon nha cả nhà. Hôm bữa mình ăn cái phở đuôi bò, trời nó rất là béo, nó rất là ngon, ngon lắm. Kệ ở đây là mở cỡ 4-5 năm mà cái tiệm này lớn lắm cả nhà ơi. Là thành phố ở Mission Viejo Hồ đó, là khu nhà giàu đó cả nhà. Ở đây là Mỹ trắng nhiều lắm, Mỹ trắng là rất là nhiều. Thì cái khu này là khu núi, khu mắc tiền á. Thì nó xa hơn Ơn Vai nữa cả nhà, xa hơn Ơn Vai cỡ 10 phút á. Thì rất là ngon. Cái nhà hàng này á là phở tabu. Phở tabu này rất là ngon. Cả nhà lại ăn biết tin tưởng, biết lận. Kệ mình không biết, mình tưởng không ngon. Mà hôm bữa mình ăn vô là trời, rất là ngon, béo lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Alo cả nhà ơi, phở mình ra rồi nè. Trời phở đây là rất là ngon, béo nha cả nhà. Trời ơi nó béo mà nó ngon lắm. Mà người ta chia ra hai tô. Thì phở này là phở bò xương á cả nhà. Xương để riêng nha. Mà ở đây là ba miếng xương nè cả nhà ơi. Trời nó béo mà nó ngon lắm. Nó ngọt mà nó béo mà nó tươi. Cái thịt nó chắc lắm. Đó, rất là béo nha. Đó, đây người ta để riêng. Đó, thấy không? Hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Ở đây là chỉ bánh phở với cái súp thôi. Đó, mà rất là ngon nha. Đó, thấy không? Hai tô người ta chia ra. Cái này là bí đặc biệt á cả nhà. Cái này bí đặc biệt á. Wow, ngon lắm. Mình ăn xong làm cái review cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà. Ở đây là một dĩa rau nè cả nhà. Một dĩa rau nè, rất nè. Với đồ chấm của mình nè, tương ớt nè. Đó, ở đây nó có rau, rồi có giá, rồi có chanh ớt. Ở đây là có hành trắng nè, rồi có ngò nè, rồi có hành nè, đó thấy không, hành xanh nè. Wow, rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn chung với mình nha. Hello cả nhà. Thì một tô phở mình ha, nó chia bằng hai tô á. Trời ở đây rất là ngon, thơm. Cái phở này thơm lắm cả nhà ơi. Cái này là hai tô nha, nó chia ra chỉ cái xương bò nó để riêng một cái tô, kệ nó không có muốn để chung á, biết không. Trời ơi coi nè cả nhà, wow rất là hấp dẫn nha. Ở đây là một tô phở ở đây nè, chỉ có cái súp với kia bánh phở ở đây nè, thấy không, có ngò có hành, thấy không, rất là ngon nha. Mời cả nhà nha. Đó, ở đây là có một dĩa rau nữa cả nhà, một dĩa rau này coi nè. Trời ơi, dĩa rau này rất là đẹp nha cả nhà. Wow, rất đẹp nha. Giá, chanh, dĩa rau đầy đủ hết. Đó. Wow, thơm lắm cả nhà. Cái phở này thơm nha. Mình có ăn một lần rồi. Rất là ngon. Cảm ơn. Wow, đem nước béo ra nữa cả nhà. Đã không? Thấy không? Nước béo này có hành nè. Nước béo này rất là ngon nha. Mời cả nhà. Mình bỏ nước béo vô cái súp của mình. Wow. Đó. Nè, mấy cái hành nè. Hành đây ngon lắm á. Nước béo mà. Rất là ngon. Mình mấy cái này ăn tiền nè. Hành trắng. Ngon lắm, bỏ vô nên cái nướng nó ngon, rất là ngon. Thấy không, hành nè. Tự động mấy cái anh Việt Nam đem cho mình nha, mình cứ kêu mà người ta biết điều quá, người ta đem ra nha cả nhà. Đó, thấy không? Ta biết điều, biết không? Vậy biết hay, biết không? Việt Nam mà thích khen người Việt Nam á, biết không cả nhà? Đó, hành nè, thấy không? Bây giờ mình cho cả nhà xem nha. Mình uống cái canh, mình uống cái súp thử coi có ngon không nha. Ngon là nó ngon, dở là nó dở. Nè, mời không có bỏ tương cái gì nha cả nhà. Coi nè. Oh my god, rất là ngon. Không cần bỏ tương. Cái nước đó vừa ăn nha cả nhà. Đậm đè, cái nước nó trong mà nó ngon, không cần bỏ nước mắm, không cần bỏ tương cái gì hết đó. Oh yeah, ngon. Ngon lắm. Cái vừa ăn không cần bỏ tương.
Oh my god, yeah, ngon. Này là ớt, nhất định phải bỏ ớt vô. Đó, ớt cả nhà. Cả nhà, kệ mình ăn phở quen, người Việt Nam mình cái món mình ăn phở quen rồi á, mình phải bỏ tương. Mà cái nước, cái phở này không cần mà không cần bỏ tương cũng được. Phải bỏ, kệ mình Việt Nam á, mình ăn quen mình phải bỏ tương chứ không? Có gia vị một chút với không cả nhà? Chút xíu thôi, nó vừa ăn rồi, ngon lắm. Đó, nha. Oh yeah, ngon, rất là ngon. Mình khoái mấy cái hành trắng này nè cả nhà, thơm lắm. Bây giờ á, mình bỏ mấy cái rau của mình vô, thấy không? Rau đây là tươi đây cả nhà, sư to tươi, thấy không? Rau này rau tươi lắm á, thấy không? Thấy cả nhà, rất là sạch sẽ. Đó, ở đây có giá nè cả nhà, giá nè, bỏ miếng giá vô, đó. Thấy không? Trộn lại. Wow, chảy nước miếng cả nhà, thơm lắm. Ở đây là một number one đó cả nhà. Để mình ăn mình làm cho cả nhà xem luôn nè, review nè. Nè cả nhà, bánh phở tươi nha, bánh phở tươi nha. Mời cả nhà nha. Quá ngon. Cái bánh phở người ta luộc ra đó, nó không có bấy, nó không có mềm, nó vừa á cái nhà, nó vừa, nó không có, nó chín rồi mà nó không có, nó dai dai ngon vậy. Bánh phở nó biết tiêu, bánh phở biết tươi rồi cả nhà nè. Sư to khổng lồ luôn, 17 đồng một tô, mà người ta chia ra hai tô. Trời, ăn tiền luôn. Rất là ngon, rất là béo. Bánh phở tươi nha cả nhà. Rất là ngon. 100% luôn. Oh yeah. Yeah. Tiệm này trên Google là 4.5 ngôi sao cả nhà. Thì mình ăn cái nhà mình biết cái phở này ăn ngon rồi. Thì kệ mình mê á, mình trở lại đây. Quá ngon. Cả nhà thấy không? Một miếng ở đây có 3 miếng xương. Có cây dao cho mình cắt luôn. Đó, thấy không? Ngon. Thơm lắm nha. Thơm. Thơm lắm. Trời ơi, miếng thịt của nó nè. Cái nhà coi miếng thịt của nó nè, rất là trời ơi, rất là béo nè, rất là mềm nha. Không có khô nha. Đó. Ngon lắm cả nhà thấy không? Wow. Thấy không? Mời cả nhà nha. Bây giờ mình cắn này cho cả nhà xem nè. Ngon. Nó béo mà nó mềm, mà nó không có mềm như bấy, nó không có bấy, mà nó rất là ngon, ngọt, thơm, vẫn ngon. Nó vừa ăn, ngon quá. Cái này ngon lắm cả nhà. Ngon. Ngon quá. Nó ngọt ngọt, nó béo. Quá ngon. Wow. Cái súp nó rất là ngọt. Vừa ăn đậm đà. Cái súp nó, cái mà nó trong, nó ngon. Quá ngon. Mình bảo đảm á, cái quán này á, quán phở này ngon hơn chỗ khác nhiều các nhà. Number one á, ăn tiền là hai chia ra hai tô.
có 17 đô. 17 đồng mà chia ra 2 tô, mỗi tô sư to khổng lồ. Ăn cái tiền á cả nhà. Ăn tiền á. Quá ngon. Ngon lắm. Đó. Chấm là chấm nha, chấm tư. Ngon. Ngọt, nước ngon. 100% ngon luôn. Quá ngon. Ở đây Mỹ không mà, cái Mỹ trắng không mà cả nhà. Mỹ trắng không mà. Đó, coi cái nào chơi cái coi nè. Trời ơi. Nó béo mà nó ngọt nha cả nhà. Ngon. Rất là ngon. Cái nó tươi nha. Không có khô. Rất là béo. Rất là tươi. Ngon quá. Mới ăn là no rồi, ăn là no rồi nghe. Nó ngon tới vậy á. Giờ mình chấm điểm luôn. 1 tới 5 á. 5 là, 1, 5 là ngon nhất. 1 là dở nhất. Cái bảo đảm này số 5 á, 5 ngôi sao luôn. Mình ăn phở nhiều mình biết mà cả nhà. 5 ngôi sao luôn. Cái xương nó rất là, cái thịt nó rất là chắc, dễ tươi, nó mềm, nó béo, nó ngọt. Nó vừa ăn. Ăn ngon. Wow. Quá ngon. Nó béo lắm, ngọt lắm. Xem cả nhà. Cặp mấy cái xương này đã lắm nha. Ngon lắm. Ở đây trong mấy cái găng này nè. Nó rất là ngọt. Ngon. Cái xương này ngon. Quá ngon. Nó béo béo. Nó béo. Nó rất là béo. Rất là ngon. Mình đánh ngay 5 ngôi sao luôn. Quá ngon. Mấy cái thịt này á, mấy cái nạm á, nó có găng. Nó có găng ở cái nhà. Cũng như gầu vậy đó. Ngon. Ngon. Nghe không? Bánh phở rất là tươi. Quá ngon. Ăn một tô này đáng tiền cả nhà, đáng tiền. Cái súp là rất là hết sảy luôn. Rất là ngon luôn. Đã lắm cả nhà. Nói thiệt chứ ăn một tô này mà không có thịt nó cũng ngon lắm cả nhà. Kể cái súp á, nó quá ngon, nó quá vừa ăn. Không cần bỏ tương cũng ngon. Ngon quá đã. Hấp dẫn lắm cái nhà, hấp dẫn lắm. Thấy không? Một cái xương nó xương to khổng lồ luôn cái nhà, thấy không?
Nó ngọt, nó béo. Ngon. 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 Ngon quá. Mấy cái gân, mấy cái xương gân nó có collagen á, ăn cái này vô collagen chắc bổ lắm, bổ xương mình á. Ngon. Cả nhà, nếu mà cả nhà chưa bấm cái chữ subscribe, giờ cả nhà bấm subscribe cho mình nha cả nhà. Bấm cái chữ dài á, subscribe và share cái video mình cho gia đình của nhà xem, với bạn bè của nhà xem nha. Ủng hộ mình nha cả nhà. Nhớ đăng ký cái chữ subscribe tiếng Mỹ á, subscribe và share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha. Quá ngon. Khoái chặt xương lắm. Quá ngọt, béo, béo ngọt, rất là number one luôn. Quá ngọt nè, cái này thấy không, còn nóng nha. Cái này hành là nước béo hồi nãy á, chấm tương ớt, chấm tương ớt. Quá ngon. Bánh phở này rất là ngon nha, bật tươi nha. Quá ngon. Oh man, yeah. Yeah. Quá ngon. Wow, ngon quá, cái này ăn no rồi á. Ăn cái này hai tô này chắc bể bụng luôn đó nha. Wow. Quá đã. Quá ngon. Ngon. Bên này á là cái thịt rất là nhiều. Cái xương nó thịt không mà, không có thịt không này cả nhà, coi nè cả nhà xem nè. Trời ơi nó bự mà nó thơm mà nó không có khô mà nó tươi lắm ha. Nó béo nè, nó béo. Cái gầu nó ngon lắm, cái gân nó cũng ngon nữa. Quá ngon. Ăn một cái xương đủ rồi, mà cái này có 3 cái cây xương luôn, no bể bụng rồi cả nhà. Ăn cái này vô bổ lắm. Trời ơi, thịt không mà, thịt không mà, ngon lắm. Chấm ớt nè, chấm tương ớt nè, chấm ớt nè. Quá ngon. Thịt không à, mà nó tươi nha, cái thịt nó còn chắc nha, mà nó mềm, nó không phải là dai,
Cái người ở đây người ta biết nấu á cả nhà. Thợ này biết nấu á, nhà hàng biết nấu á. Ngon quá. Quá ngon. Mấy anh đây lịch sự lắm đó nha. Rất là lịch sự. Người ta biết đời. Người ta làm cực khổ lắm đó nha. Ngon. Nó béo. Cái găng nó ăn rất là đã, rất là ngon. Nó ngọt ngọt. Cái nước nó ra, người ta nấu á, người ta biết nấu mình cái xương nó ngọt, ngon lắm. No rồi á. Ngon. Mình khoái cặp mấy cái xương á. Cả nhà lại đi ủng hộ cái nhà hàng đi cả nhà. Nó kêu bằng phở Double ở trên thành phố Mission Viejo. Khu này là khu sạch sẽ, sang, nhà giàu á. Mà ăn ở đây mấy nhà hàng này rất là sạch, rất là to, rất là lớn. Nhà hàng sang mà. Biết không? Tiếng Mỹ nó kêu bằng cuisine á, là sang á. Giá cả hấp dẫn lắm. Giá cả không có mắc. Cái nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này đi. Lại đi ăn đây cái nhà. Rất là ăn mà no rồi vui nữa, biết không? Rồi cả nhà ăn no rồi đi về là cái bụng mình nó ấm rồi. Biết không? Nó vui. Đáng cái tiền mà ở dưới đây, ở cái quán này đó, mình ăn thấy ngon nhất nha cả nhà. Ngon nhất quận Cam Nam Cali. Ngon nhất á. Quá ngon. Hút mấy cái canh này đã. Mấy cái gân, mấy cái nạm á, trời ơi nó béo mà nó mềm mà nó ngon. Béo thơm. Số 1. Năm ngôi sao luôn. Ăn ngon lắm. Cả nhà làm ơn cả nhà, nếu mà chưa bấm cái chữ subscribe và bấm cái chữ dài subscribe cho mình đi. Kệ mình làm một cái video nó không có dễ cái nhà. Làm video cũng khổ lắm, YouTube á. Thì mình phải quay xong mình phải cắt rồi mình phải chiếu lại rồi mình phải coi, mình phải, nếu mà có chắc có hư cái nói tầm bậy tầm bạ cái gì á, mình phải cắt mình rồi cái mình phải play nữa. Nên nó lên xuống vậy đó. Mình phải ra vô vậy đó. Thì cả nhà ủng hộ mình nha. Bấm cái chữ subscribe và share cái video mình cho gia đình của nhà xem, bạn bè của nhà xem nha. Ở Việt Nam, ở bên Canada, bên Đức, bên tất cả thế giới, bên Mỹ. Bảo hộ Andy nha. Bấm cái chữ subscribe nha. Rồi nếu mà cả nhà mà coi trên TikTok á, mà cả nhà coi xong cái TikTok rồi chạy ra TikTok, rồi vô cái YouTube, rồi kiếm mình nha. Kiếm mình là Andy, là A-N-D-Y, rồi space, rồi họ mình là họ Ngô, N-G-O, space, phở, P-H-O, ba chữ riêng nha. Andy, Ngô, phở, ba chữ riêng hết rồi. Cái mình mà áo vest á, cái nhà ủng hộ mình bấm cái chữ subscribe để cho mình có một điểm bữa nay nha. Cái nhà phở đây là ngon nhất ở quận Cam này đó nha. Ở đây là Mission Viejo, là nó xa hơn ở dưới Phú Lục Thọ với Garden Grove với Westminster là cỡ nửa tiếng. Thì cái nhà, nếu mà cái nhà ở gần đây á, lại ủng hộ cái nhà hàng đi cái nhà.
ăn bảo đảm rất là ngon. Mình nói 100% ngon, mình không nói láo đâu cả nhà. Nói thiệt. Có đâu nói vậy nha. Thì cái đây là mình không phải là mình ăn tô phở rồi mình khoe nha cả nhà, không phải. Thì mình bây giờ mình đang đi làm, mình chạy ra ăn cơm á, thì mình ghiền cái phở ở đây. Nó kêu tiếng Mỹ á, là nó kêu bằng phở tờ bô. Phở tờ bô là cái tô á. Phở tờ bô ở đây nè cả nhà, phở tờ bô nè, thấy không? Phở tờ bô nè, không đó, cả nhà lại ăn thử đi nha, ủng hộ cái nhà hàng này nha. Thì cảm ơn cái cả nhà xem cái video mình nha, mình sẽ ăn hết luôn. Thì cái video nó cũng dài rồi cả nhà, cảm ơn xem cái video mình, nhớ nha, bấm cái chữ subscribe, share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem nha. Nếu mà cả nhà không có bấm, mình không có điểm, thì làm một cái video cho YouTube mình rất là cực, rất là khổ, không có tiền cả nhà, nhớ nha, ủng hộ mình bấm cái chữ subscribe, ok, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem, bạn bè của nhà xem. Thì Andy cảm ơn cả nhà xem cái video. Bữa nay là thứ ba đời sống bên Mỹ, ở đây là Nam Cali đó, thì xa hơn cái quận Cam, thì cái thành phố đây Mỹ trắng không à, nhà giàu ở đây đó. Thì bữa nay mình ăn đặt 2 lần rồi, thì mình lại đây mình ăn, mình ghiền cái phở xương bò này nè, mình ghiền, mình rất mình phải ăn. Thì một tô đó có 17 đồng mấy à. Thì ở đây là mở 5 năm rồi, thì cái nhà hàng này ở trên Google là 4.5 ngôi sao. Thì mình cũng giới thiệu người Việt Nam mình lại đây ăn á, thì ở đây khách nó rất là đông, rất là nhiều, mà rồi giá cả rất là hấp dẫn. Thì mình thích cái này thì mình chia sẻ cho cả nhà, ở đâu ngon, phở ở đâu ngon, đồ Việt Nam ở đâu ngon, thì mình ăn xong rồi mình chia sẻ cho cả nhà, thì mình không có giấu. Thì ở đây là mình giới thiệu cái nhà tới đây, ủng hộ cái nhà hàng này, phở The Bull ở thành phố Mission Viejo, ok. Thì cả nhà để mình để cái địa chỉ xuống, rồi cả nhà lại đi ăn thử đi, không có chê đâu, ở đây rất là ngon đó. Thì mà vậy thôi, thì cái video này nó cũng dài rồi, mình chào tạm biệt cả nhà, video bữa sau tiếp theo nha, rồi chào tạm biệt nha. Nếu mà mình có nói sai cái gì á, cũng nhà bỏ qua nha cả nhà, đừng ghét mình nha, thương mình nha. Nếu mà có nói sai gì bỏ qua nha, thì thông cảm nha cả nhà. Thì cảm ơn, hẹn video bữa sau tiếp theo nha. Bye bye cả nhà, love you. Bye bye. Cheers. Cheers cả nhà. Cheers. Cheers. Ngon, ngon. Cái ly nước trắng này cũng sạch sẽ lắm nè. Ở đây cái gì cũng sạch sẽ đó cả nhà. Tin mình đi, ok, bye bye cả nhà. Và cả nhà, mình ăn sắp banh hết rồi nè cả nhà, ăn hết rồi, còn cái nước mà hai tô nhiều quá mình ăn không hết. Ở đây thì cái nước xương thôi đó, ăn sắp banh hết là ngon nha, thấy không, không nói láo nha, đó rất là ngon. Thôi bây giờ mình chào tạm biệt cả nhà ha, hẹn video bữa sau tiếp theo nha, cảm ơn cả nhà. Nhớ bấm chữ subscribe nha cả nhà. Đó, bye bye cả nhà. Ở đây là một cái nhà hàng nó rất là to, rất là lớn. Rất là to. Đó, ngon lắm. Sạch sẽ, ngon. 100% luôn. Đó. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn xem cái video của Andy nha. Nhớ bấm cái chữ subscribe nha, ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. I love you, bye bye.